Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Mọt Game. Và sau đây là video tóm tắt cốt truyện Spider-Man Miles Morales. Sử dụng nhân vật chính mới, nhưng cốt truyện trong Spider-Man Miles Morales vẫn chứng tỏ một điều bất biến. Đó là nhện nào rồi cũng sẽ nhỏ như nhau. Nhện nhỏ phiên bản 4.0 cũng chỉ tổ làm những chuyện xui xẻo là giỏi. Trong quá trình chơi game, các bạn có thể thấy nhân vật chính Miles khá là ngây thơ, thường lý tưởng hóa mọi việc, thiếu đi sự bình tĩnh cần thiết của một siêu anh hùng. Nói chung, nhện còn trẻ, nhện muốn đi chơi, và lâu lâu thì nhện xém đi đời nhà ma luôn. Cốt truyện của Miles Morales diễn ra khoảng một năm sau bản gốc Spider-Man 2018, với nhân vật chính dĩ nhiên là cậu thiếu niên nhỏ tuổi Miles Morales. Cậu nhóc được Peter Parker lựa chọn là đệ tử, cũng như kế thừa danh hiệu anh hùng Spider-Man. Vào thời điểm game diễn ra, Miles cùng với mẹ của mình đã chuyển từ Brooklyn đến Harlem. Cậu cũng thừa hưởng bộ đồ cũ của Peter và chính thức trở thành một Spider-Man. Trong một lần đi ra ngoài mua thức ăn, Miles nhận được tin nhắn từ Peter nói về nhiệm vụ hộ tống đoàn xe chuyển tù, gồm toàn những kẻ có siêu năng lực. Cả hai gặp lại trên máy bay hộ tống, khi nó đang chở một kiện hàng lớn. Miles hỏi, ai áp giải mà cần phải hai nhện hợp sức vậy? Nhưng Peter cũng không biết được. Trong lúc di chuyển, bất ngờ dây cáp của thùng hàng có dấu hiệu bị đứt vì aura nhỏ của hai con nhện. Miles vội lao tới định dùng tơ để nối lại bất chấp Peter ngăn cản. Nhưng cuối cùng aura nhỏ quá nặng cho nên giúp thì chẳng giúp được mấy, còn khiến tơ vướng vào cánh quạt máy bay, làm thùng hàng bị rơi. Hóa ra giam ở bên trong là Rhino, chúa tể của những chiếc sừng. Vụ rơi máy bay cũng khiến cho đám tù nhân thoát được ra ngoài. Miles và Peter chia nhau tìm cách bắt Rhino và xử lý đám tù nhân thường. Còn tê giác chạy như điên, như đang chơi chạy đi chờ chi vậy, khiến cả Peter lẫn Miles phải dí súc quần. Cú chốc hạ là nó tông nổ luôn công ty ga Roxxon, khiến cho cả hai ông nhện có dịp khiêu vũ ở trên không trung. Khi Miles tìm thấy Peter, thì con nhện lớn đã bị thương rất nặng, không thể chiến đấu. Trong cơn giận điên người, Miles bất ngờ tung ra cú đấm tình bạn cực mạnh với sự chúc phúc của Thor. Cú thôi sơn này mạnh tới mức tống con tê giác bay đến nơi có tầm nhìn xa trên 10 km. Trong cơn hoang mang, Rhino không hiểu vì sao con nhện nhỏ lại đột nhiên lợi hại như vậy. Với sức mạnh mới này, Miles đã đập Rhino nhừ tử. Sau đó Simon Fraser, người điều khiển Roxxon, đột nhiên xuất hiện. Cảm ơn hai anh hùng vì hành động này, cũng như bảo hãy để mọi việc còn lại cho cảnh sát. Khi Miles vẫn còn đang nghi hoặc thì Peter nói tốt nhất cả hai nên rời đi và để lại hiện trường cho cơ quan chức năng xử lý. Miles và Peter sau đó ngồi trên nóc nhà ăn pizza. Bất ngờ Peter tặng cho học trò một món quà thú vị, cũng như bảo Miles hãy hứa bảo vệ thành phố với tất cả sức mạnh. Cậu phấn khích đề nghị Peter đi cùng mình thử sức mạnh điện tích mới lúc nãy, nhưng nhện lớn từ chối vì anh phải đi cùng Michael Jackson tới Simcaria trong vài tuần. Do đó anh tạm thời giao lại mọi việc cho Miles lo liệu. Peter còn khuyến khích Miles hãy trở thành Spider-Man duy nhất của thành phố New York, ít nhất là trong khi anh đang bận đi chơi với MJ. Về phần Miles, phấn khích với bộ đồ mới, cậu kiếm ngay ông bạn Gang để khoe, nhưng lại nhận được cuộc gọi từ Gang báo rằng có nhiều kẻ khả nghi xuất hiện ở quảng trường Roxxon. Hình như chúng muốn đánh cắp thông tin về Nuform. Nuform là loại nhiên liệu mới, theo quảng cáo vừa thân thiện với môi trường, vừa có khả năng giúp máy móc hoạt động trong thời gian lâu dài. Miles tìm đến nơi thì bị một nhóm tội phạm tự xưng là Underground tấn công. Sau khi đánh bại chúng, Miles nhận thấy Underground dường như muốn đánh cắp thông tin về tuyến đường vận chuyển của Nuform, nhưng không rõ lý do tại sao. Cậu ta trở về nhà vừa kịp cho bữa tối, gặp lại cô bạn cũ Finn và vui vẻ cùng với mọi người trong gia đình. Hôm sau, Miles gặp Gang và biết bạn mình vừa chế ra một phần mềm mới, giúp mọi người có thể gọi Spider-Man tới giúp đỡ. Miles cũng gặp lại Finn và nói về những kỷ niệm cũ. Sau đó, cậu trở về cùng với bạn của mình và tham dự buổi vận động tranh cử vào hội đồng thành phố của bà mẹ. Trong lúc bà Rayo phát biểu, bất ngờ Underground xuất hiện. Một đứa trong nhóm tự xưng là Tinkerer hack vào hệ thống trình chiếu, gọi Simon Fraser là kẻ sát nhân. Các thành viên của Underground khác tấn công vào những bảo vệ ở gần đó. Miles chạy đi thay đồ rồi đánh lui bọn chúng. Lúc này, một vụ nổ lớn xảy ra tại cầu Railway, khiến Miles phải tới xem xét. Cậu nhóc cố ngăn hai phe Underground và Roxxon lao vào giết nhau, nhưng Tinkerer xuất hiện, đá cậu văng ra chỗ khác. Tinkerer muốn đánh cướp số Nuform đang được vận chuyển, nhưng tiếp tục bị Miles ngăn cản. Trong lúc giằng co, mặt nạ của hắn bị vỡ. Hóa ra đây lại là cô bạn Finn. Mọi việc càng tệ hơn khi kỹ năng sốc điện khiến số Nuform bị kích thích phát nổ, làm sập luôn cây cầu. Nhóm Underground nhanh chóng bỏ chạy.
còn Mai thì tìm cách giải cứu người dân đang bị mắc kẹt. Nhưng khi vừa xong việc, Mai nhìn thấy mình bị đám lính Roxxon bao vây. Những người dân vừa được cứu mạng đã đứng ra ngăn cản đám lính. Do lo lắng và kích động, Mai đã thức tỉnh một năng lực mới khiến bản thân trở nên vô hình. Cậu nhanh trí lợi dụng nó để trốn thoát. Hôm sau, Mai thấy Simon Fisher lên TV đổ lỗi cho Spider-Man về tai nạn ở trên cầu. Do không biết tại sao Finn lại trở thành Tinkerer nên Mai đã đi tìm cô. Cậu phát hiện một hồ sơ mật cho biết có thể anh trai của Finn là Rick đã chết do nhiễm bệnh từ Nuform. Tức giận vì tài liệu bị Simon Fisher ém nhẹm nên Finn gia nhập vào tổ chức Underground. Mai biết Finn vẫn còn một chiếc điện thoại chứa nhiều manh mối hơn, nhưng nó đã thất lạc tại nhà máy Roxxon, nên cậu quyết định thử đi tìm một chuyến. Trong lúc lang thang tại trụ sở của Roxxon, cậu gặp dị nhân Prowler, người có thân phận thực sự là ông chú ruột Aaron David của Mai. Ông khuyên nhện nhỏ hãy rời đi, nhưng vô ích vì bản tính cứng đầu của thằng cháu. Dù khá là tức giận, nhưng Aaron nhận ra tính cách của Mai giống y hệt như anh trai của mình, nên ông đành chỉ chỗ cho cháu đến lò phản ứng của Roxxon, nơi Finn làm mất chiếc điện thoại. Tại đây, sau khi nhặt được điện thoại, cậu biết rõ hơn về cái chết của Rick. Hóa ra, hai anh em nhà đó lén tìm cách tắt lò phản ứng, nhưng bị Simon phát hiện. Hắn đóng lò, khiến Rick chết dần chết mòn ở bên trong. Còn Finn thì may mắn trốn thoát. Sau đó, cô ta gia nhập Underground với sự căm thù to lớn dành cho tổ chức Roxxon. Biết được những điều này, Mai quyết tâm hoàn thành ước muốn của Rick. Cậu ta dùng sức mạnh tích điện của mình để vô hiệu hóa lò phản ứng. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã đánh động đám bảo vệ của Roxxon. Nhưng may mắn Roller đã xuất hiện. Ông ta giúp thằng cháu chạy thoát bằng đường tàu điện ngầm. Khi đã an toàn, Roller nói Mai phải chú ý không được để lộ danh tính và đề nghị cháu mình nên tìm hiểu kỹ hơn về tổ chức Underground. Trước khi rời đi, ông cũng không quên cảnh báo Mai rằng việc làm siêu anh hùng chỉ tuyệt vời trên màn ảnh mà thôi. Xin lỗi, làm Spider-Man thì trên màn ảnh cũng thê thảm chứ không có tuyệt đâu. Hôm sau, Mai gặp Finn, thuyết phục cô đưa tới căn cứ của Underground. Hóa ra nó nằm ở Fist Tower cũ. Sau khi biết được địa điểm cụ thể, Mai đã lấy lý do bận việc và bỏ về trước, rồi đổi sang trang phục Spider-Man để lẻn vào. Tại đây, cậu nghe trộm được kế hoạch của Finn. Có vẻ cô ta đã dùng thỏi Nuform ăn cắp được để chế bom. Mai dự định lấy nó đi, nhưng bị phát giác, rồi Tinkerer xuất hiện. Hai người đuổi đánh nhau qua nửa thành phố. Cuối cùng, Spider-Man bị Tinkerer đánh bại. Trước lúc Finn giết chết mình, cậu để lộ nhân dạng, khiến cho cô ta hoang mang và bỏ đi. Mai gặp lại ông chú, kể lại những việc vừa xảy ra, và nói sẽ cố gắng gặp Finn tại nhà thờ Trinity và làm rõ mọi chuyện. Cậu gặp Finn tại nhà thờ, cố giải thích mọi chuyện và biết được cô sẽ dùng thỏi Nuform làm bom để phá hủy lò phản ứng. Finn làm việc này vì mong muốn hoàn thành của Rick, cũng như không để ai phải chịu cảnh giống anh của mình nữa. Cô nói cô sẽ tránh gây thương vong cho người vô tội, nhưng Mai biết chuyện đó là không thể và cậu sẽ ra tay ngăn cản bạn của mình. Trong lúc nói chuyện, các giác quan nhện của Mai cảm thấy nguy hiểm và đội lính Roxxon xuất hiện ngay sau đó. Kẻ cầm đầu không ai khác chính là Rhino. Có vẻ như Roxxon đã trang bị cho hắn một vài thứ đồ chơi mới mẻ. Con tê giác đánh gục Mai lẫn Finn, bắt họ về giao cho Simon thẩm vấn. Tại đây, hắn dọa sẽ lột mặt nạ của Spider-Man để tìm hiểu xem sức mạnh điện tích đến từ đâu, rồi dùng nó để nghiên cứu phát triển năng lượng. Simon rời đi, giao cho bọn thuộc hạ thẩm vấn tiếp. Bọn chó săn này nhân cơ hội trả thù Spider-Man vì vụ cậu làm mất mặt chúng ở cây cầu hôm trước. Nhưng càng bị đánh thì Mai lại càng tích thêm được nhiều năng lượng. Cuối cùng, cậu giải phóng lưới điện, làm bất tỉnh tất cả, sau đó cởi trói cho Finn và tìm cách chạy trốn. Thoát khỏi phòng giam, cả hai bắt đầu tìm đường ra ngoài. Lúc này, Mai thấy Simon đang nói chuyện với Rhino và Prowler, bị ông chú đâm từ phía sau chắc là đau. Dù Aaron có nói việc bắt Mai là không đúng với thỏa thuận ban đầu, nhưng người nhện vẫn thất vọng về chú của mình. Cậu biết ông ta có làm việc cho Roxxon, nhưng không nghĩ Aaron lại bán đứng mình. Lính canh bắt kịp cả hai sau đó, nhưng lúc này Finn đã lấy lại được vũ khí, nên họ vẫn kịp chạy tới phòng điều khiển. Tại đây, Mai tìm được rất nhiều bằng chứng về tội ác của Simon và công ty Roxxon. Trong lúc còn đang tìm cách để tải xuống, thì Rhino đột nhiên xuất hiện, nhưng bị nhện nhỏ đánh gục. Trong máy tính của Simon, Mai tìm thấy được thông tin nếu chỉnh sửa thông số của lò phản ứng, nó sẽ nổ tung với sức phá hoại rất khủng khiếp, đủ sức tiêu diệt toàn bộ những khu dân cư xung quanh. Đúng lúc này, Finn đột nhiên dùng kiếm để đâm Rhino nhưng bị Mai ngăn cản. Con tê giác cuối cùng vẫn phải đền tội vì dám nhạo báng cái chết của Rick. Mai phải bỏ dở công việc, lao tới đẩy Finn ra ngoài. Điều này khiến cho con sư tử cái cực kỳ tức giận, nên cô quay sang đánh đập nhện giả man.
và nói chính vì sự mềm yếu của cậu mà mọi thứ mới trở nên rắc rối như vậy. Dù bị đánh gần chết, Mai vẫn cố gắng cảnh báo việc lò phản ứng phát nổ như bom nguyên tử, nhưng Finn cứ mặc kệ vì gia đình cô ta giờ còn ai đâu. Tuyệt vọng và bị thương nặng, Nhện phải gọi Gang tới cứu cả hai về nhà an toàn, nhưng Mai bất cẩn để bà Rio thấy mình mặc bộ đồ của Spider-Man. Mai buộc phải kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra, cũng như việc Finn là Tinkerer. Cậu không muốn mẹ mình lo lắng, nhưng bà nói dù có chuyện gì đi nữa, mọi người vẫn sẽ là gia đình của nhau. Sau đó, Mai và Gang lên kế hoạch sơ tán người dân, phòng trường hợp xấu nhất. Họ xem xét những chỗ ẩn náu của Underground, nơi có khả năng cất giấu quả bom Nuform. Gang cho rằng Finn nhiều khả năng sẽ xuất hiện tại trung tâm triển lãm Oscorp. Mai ngay lập tức lên đường, nhưng vừa bay ra ngoài, cậu đã bị ai đó đánh thuốc mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang bị giam bởi Prowler. Ông chú nói rằng hãy để Tinkerer và Simon giết lẫn nhau, còn Spider-Man cứ đứng ngoài quan sát là được. Thật ra, Prowler có động cơ tốt, muốn bảo vệ cháu của mình để nó không chết sớm như anh trai. Nhưng Mai tức giận nói, nếu đã như vậy, tại sao từ đầu Prowler lại bán đứng mình? Cả hai không đạt được tiếng nói chung, nên Prowler tạm thời giữ Nhện nhỏ lại. Nhưng với sức mạnh mới, Mai đã tự thoát ra được. Hai chú cháu lao vào đánh đập nhau. Ban đầu, Prowler chiếm lợi thế vì ông có kinh nghiệm. Nhưng cuối cùng, người chiến thắng vẫn là Spider-Boy. Cậu khống chế chú của mình, nói bản thân không muốn mối quan hệ này xấu đi, nhưng cũng không thể bỏ mặc người dân vô tội ngoài kia được. Sau đó, Mai tới trung tâm triển lãm Oscorp. Cậu nhận ra lính Underground đã tràn ngập chỗ này. Chuyện tệ nhất đã thành hiện thực. Finn đang tái kích hoạt quả bom Nuform. Mai cố gắng nói chuyện, nhưng cô ta không còn quan tâm nữa. Rồi Finn ra lệnh cho đám lính Underground cản đường Mai và bỏ đi. Cậu đánh bại chúng trước khi gặp lại mẹ của mình. Cả hai cố gắng sơ tán người dân khỏi khu Harlem. Trong tình thế khẩn cấp, một vụ nổ năng lượng truyền tới từ Roxxon Plaza. Điều này cho thấy Finn đã bắt đầu đặt bom. Đám lính còn lại vẫn ngoan cố tìm cách cản đường, nhưng Prowler đã xuất hiện, đánh bại chúng, đồng thời ra hiệu Spider-Man hãy đi giải quyết vụ này. Tuy vậy, Mai vẫn đến quá muộn vì Finn đã lắp quả bom vào lò phản ứng. Cả hai lại giằng co với nhau. Mai cố giải thích, nhưng Finn đang mờ mắt vì hận thù nên cho rằng cậu lại nói dối. Trong lúc cả hai đánh nhau bất phân thắng bại, lò phản ứng bắt đầu rung chuyển. Ở thời điểm này, Simon đã rời khỏi thành phố. Hắn còn gọi điện về để chế giễu cả hai. Tên khốn này nói, kể cả khi mọi thứ tan tành thành tro bụi, Roxxon vẫn chẳng gặp phải vấn đề gì. Mọi thứ sẽ bị xem như một cuộc tấn công khủng bố và bảo hiểm sẽ chi trả mọi thiệt hại. Cuối cùng, Mai cũng đập nát được bộ giáp của Finn, khiến cô ta văng ra ngoài. Giờ thì con cóc cái mới thấy lò phản ứng có vấn đề. Nó sắp sửa biến cả thành phố Harlem thành tro. Vụ nổ khiến tòa nhà nơi hai người đang đứng sụp đổ. Do không còn bộ giáp nên Finn hoàn toàn bất lực. Mai cố cứu bạn, nhưng hệ thống quét trên mặt nạ có vấn đề, khiến cậu phải cởi nó ra. Nhện nhỏ kịp thời cứu bạn gái, nhưng cũng bị va đập rất mạnh. Khi tỉnh lại, cậu nhận ra không còn cách nào để ngăn chặn lò phản ứng phát nổ nữa. Trong giây phút này, Mai quyết định hy sinh bản thân và hút hết năng lượng vào cơ thể. Dù đau đớn kinh khủng, nhưng Spider-Boy vẫn may mắn sống sót. Giờ thì phải tìm cách để giải phóng số năng lượng đó, nhưng Mai đã kiệt sức mất rồi. Mà ngoài kia vẫn còn rất nhiều cư dân chưa kịp di tản. Lúc này Finn sử dụng bộ công cụ cứu hộ, đưa cả bản thân mình lẫn Mai lên không trung, cách xa mặt đất nhất có thể. Khi đã lên đến độ cao an toàn, cô nói Mai phải nhanh chóng giải phóng năng lượng ngay trước khi nó sẽ toạc cơ thể cậu ra. Tuy vậy, điều này sẽ gián tiếp gây ra cái chết của Finn, nên Nhện nhỏ chần chừ không muốn thực hiện. Trong giây phút cuối, Finn bình thản chấp nhận định mệnh của mình. Sau đó, một cơn sóng năng lượng cực mạnh phát nổ ở trên bầu trời. Vụ nổ khủng khiếp tống Mai trở lại mặt đất trong tình trạng bất tỉnh. Do mặt nạ đã rơi ra từ trước nên nhân dạng của Spider-Man sẽ bị tiết lộ. Đám phóng viên biết điều này nên hào hứng kéo đến lấy tin. Các cư dân Harlem đã đồng thanh đứng lên để che chắn cho Mai và giúp cậu rời đi. Khi lèo báo tới phỏng vấn, mọi người chỉ trả lời đơn giản: anh chàng đó là Spider-Man của chúng tôi. Sau cái chết của Finn và tai nạn ở lò phản ứng, mọi việc dần trở lại quỹ đạo. Simon Kreger bị tống vào tù khi Prowler tố cáo hắn ta. Bản thân của ông thì cũng bị kết tội đó, nhưng mức án phải chịu chắc chắn sẽ nhẹ hơn. Mai gặp lại Peter khi anh thầy của mình trở về từ Simcaria. Cả hai nói về những chuyện đã xảy ra. Trước khi quay lại nhiệm vụ hàng ngày,
khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa, báo hiệu có tội phạm. Trong đoạn kết của Spider-Man Miles Morales, cựu thị trưởng thành phố Norman Osborn đi tới phòng thí nghiệm bí mật. Tại đây, con trai của ông ta là Harry Osborn đang được giam giữ trong lồng kính nhằm ngăn cản sự tiến hóa của một căn bệnh bí ẩn nào đó. Norman ra lệnh cho bác sĩ Kurt Connor thả Harry ra ngoài, bất chấp những nguy hiểm đã được cảnh báo. Như vậy là clip tóm tắt cốt truyện nhện nhỏ phiên bản ngây ngô đã hết rồi. Rất trông mong gặp lại các bạn trong những video ở lần sau. Hãy nhớ, tôi là Vũ Hoàng, tôi là một biến thái. Dù ai thương ai ghét thì cũng không thể phủ nhận được sự đẹp trai vô đối toàn nhân loại của tôi. Chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Kim. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và bấm theo dõi để nhận được những thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn trao đổi về Kim hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Kim và tham gia group gia đình nhà Mọt Kim của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.